Ê, mình đang xây nhà cho ai các bạn, đố các bạn biết ai luôn đó. Trời ơi, nhìn này là chắc biết rồi. Tại vì biết sao làm không? Tại vì nhà hàng này nó chưa có cái nhà nào hết các bạn. Nên vì thế mình xây nhà đó như rồi. Ôi ơi. À, nội choa, nó chỗ này nó ngu hơn nữa các bạn ơi. Đây, nhà mình đúng nè. Đây, cái này nằm bên đây, cái này nằm bên đây. Đó. Hấp dẫn, hợp lý. Được rồi, đó các bạn thấy không? Nhà tôi gà có mấy xì chét luôn rồi đó. Tôi lừa thứ, đó. Ui, được rồi. Đi tìm tôi gà coi bây giờ nó đâu ta. Gà ơi. Ủa, sầu riêng, thấy tôi gà không, sầu riêng? Ờ, không anh ơi. Ủa, cái đó con gà gì bự vậy anh, ăn thịt được không? Con mắt mày. Ủa gì kì vậy? Cùng hả mày? Đây, ở ngoài này, sao ở trong rồi? Ôi, nào đập cửa nhà Jimmy thì... Ôi, chào. Thầy ơi. Dạ. Ôi, Jimmy kìa. Ủa, mày nói mày chỉ tao nấu đồ ăn bằng tí bằng tí mà sao giờ mày đi ra đây rồi? Từ từ đang nấu mà nghe da hét. Trời ơi, nấu ăn tí bằng tí gì điên á. Đi qua đây. Sao? Là mày chưa có nhà đúng không? Đúng vậy, bây giờ tao ở kế nhà người ta không à. Kè, thấy gì không? Ôi. Kè 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 kè. Mày xây nhà tặng tao hả? Đúng rồi, tao mới xây xong ngôi nhà tặng cho mày đó. Hôm bữa tao tặng cho Zack rồi, giờ mới tặng cho mày á. Ui, coi xem. Của tôi hổ. Có sao. Dạ. Nhà đẹp, ôi trời, tôi không có nhà bò sữa, tôi không chịu. Trời, được rồi, từ, tôi xây cho bà ngon. Không, nhà đẹp của tôi. Đâu. Ôi, nhà, ý chán con gà luôn. Con gà mày. À, ok. Ủa, trên này là giường ngủ hả? Ừ, giường ngủ. Nè, ở đây có máy giảm stress nè. Đó, máy giảm stress. Relax vậy. Ôi, còn chỗ tao làm việc đâu, đây hả? Đó nè, comment lóc rồi nè, muốn làm gì mày làm đi. Nói chung xây này nhà nhỏ thôi, muốn tự xây đi mày. Hiểu. Nhà linh vật mà. Cái gì cho Mỹ? Mày nó chỉnh gì á, coi chừng cho Mỹ chỉnh gì đó. Nè, cho nè. Không phải, cục đá đỏ kích hoạt á. Hồi lóc á. Đi phải qua, mời mọi người qua xem thôi. Ừ, đi. Rồi, Zombie biết tôi gà có cái gì không? Có cái gì? Có cái này xịn lắm. Không biết, ở đó nó có cái lệnh. Nó có cái lệnh kỳ ghê lắm, đó chính là bông bóng gà con. Bông bóng bay gà con hả? Bông bóng bay gà con hả, Zom? Ừ, đúng rồi, người mới đi tặng từng mấy người kia đi đúng không? Vậy để tôi làm cái xong rồi tôi sẽ đem tặng mọi người nha. Ê, vậy thôi cho tôi bông bóng tiền tay rồi. Sao đó? Rồi. Không được, nổ chết hết giờ. Vậy thôi làm cho Zombie bông bóng heo đi. Ủa sao nhà gà trứng nhiều vậy? Gà trứng nhiều thiệt luôn. Ê, đừng có giết nó. Đâu có giết đâu đi. Ê, con gà con kìa. Con gà con. Ôi trời. Còn mất hết luôn. Kìa kìa. Bóng gà con. Ôi sao mấy kia nó mắc trong kia rồi? Trời. Không sao, hai con cũng được, để làm thêm, bắt thêm mấy con nữa. Đây, có một chùm rồi nè. Ok. Đi. Đi. Lấy làm sao, lấy bằng cách nào? Zombie muốn có thì tôi cho, chứ bây giờ cái này tôi cầm trong tay rồi. Thôi, không cho. Cho Zombie mấy heo, Zombie bắt mấy heo đi, xong rồi tôi làm cho. Nè, dây nè. Bóng bay heo. Rồi, đi khoe mọi người, Đây, qua cho thằng sầu riêng với. Ủa, ai vậy? Ủa, vừa đi, vừa đẻ trứng rồi mày. Ơi đủ đi vô mà mấy con heo chết nha. Ủa? Ui cái gì á? Bóng bay. Ui. Bóng thú vật. Wow, ơi. Chết tôi với. Không đừng có cho. Không cho. Cái gì? Ơi, qua đây chi vậy? Có chuyện gì? Mẹ ơi. Qua đây ơi. Nói rồi, con gà sắp có nhà mới rồi. Có rồi. Đúng rồi, chứ sắp gì? Ơi coi chị, coi chị Nabi á, chị Nabi. Cô nếu kéo giữ tay em là nhưng mà em đi quá xa. Nè, heo của Zom nè. Đi, người ta phải đi cẩn thận. Đừng có va chạm. Jimmy làm nổ bóng bóng tôi cho rồi. Bóng bóng heo, chào bóng bóng gà. Sao mấy con gà bay trên được vậy? Này là bóng bóng. Bóng bóng. Xin ông. Lấy đâu? Mỹ khóc rồi kìa. Sao mà mỏi được? Này, ai muốn bắt làm bóng bóng bò đi. Lấy dây này xong rồi bắt vô con bò đi. Bắt vô con bò. Ok. Con bò tên Zombie hả? Ok kìa. Zombie, coi kìa, coi nghe em Zombie kìa. Không chịu đâu đền ơi. Ôi. Zombie khóc rồi kìa, hi ha, giờ sao? Đi tìm heo khác cho Zombie ơi. Zombie đừng khóc nữa, tôi có con bò tên Zombie nè. Đi tìm con khác Zombie ơi. Đi kiếm con khác cho Zombie. Đây không biết. Cho tôi bông bóng đà điểu đi. Đà điểu ở đâu á? Quất cái heo đà điểu. Đây có. Bông bóng voi. Bông bóng voi vậy. Cho tôi bông bóng voi vậy. Anh gì có? Voi lên. Đâu bắt được rồi. Nào để con voi nó bay nữa không? Con voi cho nó bay. Gì đây? Có gà làm gì đây? Cái này là hình nộm của tao, tao làm đồ bí mật.
Ôi. Ôi, con bò nó bay gì nha, con bò nó bay gì nha. Ôi, trời ơi. Đứt dây, đứt dây rồi. Chim mi bay lên trời luôn rồi. Trời sao mà mất con gà nha. À, con gà. Nhưng mà cho nó bay được nha. Ủa, nó bị mắc cái gì vậy? Chó thần đó, chó thần. Rồi, rồi xong. Rồi xong. Rồi xong. Ủa, gà, gà cho mày bay được. Ai 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 ai? Nè, nè, nó bay được. Con gì? Đâu rồi? Nè, dưới trên mẹ. À, được, được, được. Đi mặt trời kìa. Con gà giống như bán bong bóng kìa. Bóng đuôi giật. Mọi người, con đi trên mặt trời kìa. Thấy gà vậy, gà vậy, gà vậy. Cái con cù này bay được không? Con cù đứng ngay nè. Con này hả? Ừ. Được luôn. Được chưa? Móc dây vô, móc dây vô. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Bye bye. Ôi rồi. Nổ luôn rồi. Nổ khói luôn rồi. Nổ khói rồi. Cây ai? Cây ATM. Mẹ sao có cái giường nó ngủ ngủ cho cái gì không hoài trời. Trời má đây sao năm tháng chưa về. Trời sáng ngay về dây. Bóng bóng của tôi đâu rồi? Ôi rồi. Cái nhà gì vậy? Bóng bóng không rồi? Bóng mày mất, bóng mày hết trơn rồi. À không sao, nó mất ở ngoài rồi, không sao. Cái gì tự nhiên đột nhập vô nhà người ta cái nó bóng bóng ở đâu rồi? Ở đây có gì nè. Không có gì. Ui. Không có phim luôn. Ôi xịn vậy. Ôi sao còn có cả... Ôi sao còn có hai cọng dây vậy? Chết vậy chắc. Ủa cái gì đó? Trời xong rồi. Trời xong rồi. Bóng bóng ơi, đến coi, đến coi. I wonder how, I wonder why. Còn cái nịt. Ở đây nè. Xong rồi. Rồi chết trên đây cái đó. No. À vẫn còn. Vẫn còn hai con, còn hai con. Mọi người ơi, mọi người chuẩn bị qua xem nhà mới của mình đi. Vừa được xây ở đằng... Đi, bánh tham quan, nhanh lên. Đợi xin nhà mới hả? Trời ơi, nhà... Để tôi lấy cái gì chân cho nhà ông nha gà. Đâu? Cái này nè, để tôi đặt. Ờ, được á. Trời đây. Thôi rồi. Con nhà rắc luôn. Tôi chứ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đây, cho đây, cho đây nè. Đây nè, đây nè. Clip ra. Clip. Đây, 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 đây. Đem nó ra ngoài giải phóng nó đi. À đây 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 mấy ngoài. Đây 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 đây. Đây. Rồi. Nó đây, nó này. Cởi nó, cởi nó đây, cởi nó đây. Cởi nó. Ồ. Rồi, ra ngoài, ra ngoài luôn. Ra ngoài, gió ra ngoài, gió ra ngoài. Rồi 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 rồi. Chuẩn bị nó bay. Rồi chuẩn bị cho nó bay nha, chuẩn bị cho nó bay nha. Nó chạy rồi, nó chạy rồi. Bắt nó lại, bắt nó lại, bắt nó lại. Rồi, chạy đây, chạy đây. Nó chạy nè, nó chạy nè. Nè ơi, nè ơi. Oh no. Nè lên. Cái này bay thôi. Trời ơi, cái ấn nào. Trời xong. Ôi, mày về trời luôn rồi. Ôi, nó rớt kìa, nó rớt kìa, nó rớt kìa. Ôi, rồi xong rồi. Thôi không kìa, nó đòi, đi tìm nó đi bay. Thôi còn sống không tụi bay. Ôi, nó chết trên kìa, nó sát nó trên kìa. Trên này, nhìn đứng đứng đứng, phía tao này. Trời ơi. Đỏ lẹ luôn, bốc khói luôn rồi. Qua nhà tôi gà đi, qua nhà tôi gà. Qua nhà tôi gà đi, trời, muốn qua coi quá rồi. Trời ơi. Ôi, con gà kìa. Giờ mình băng qua là mình đi theo đúng đường nè. Băng qua đây đúng đường chi cho cực khổ mày. Chọi chân đây, chọi chân đây. Chọi chân đây. Rồi, rồi hay chăn chạy gà của tôi chưa, nó đã bị thưa thớt. Vì nó làm bay. Mày lóc gì đấy này vậy? Gì? Để làm gà con bay, mấy con gà bay á. À. Nè tôi gà ơi, gắn đây nha. Ủa sao nhà anh tôi gà gói gọn một nhỏ vậy? Căn nhỏ vậy? Mọi người đừng tưởng nè, gọi nhỏ nhưng mà có vỏ. Ở dưới này còn có căn hầm bí mật nữa nha, nhìn nè. Thấy không, căn hầm bí mật. Đóng cửa lại. Đóng lại, đóng lại. Đóng lại, đóng lại. Đóng lại, đóng lại. Rồi, xong luôn. Căn hầm bí mật chưa. Ủa, đi ra đâu rồi? Ủa, đi ra làm gì đây vậy? Ủa. Ủa. Ok. Ok. Đây nè, đây nè. Ủa gì vậy? Ủa. Ủa mọi người. Trời ơi, cái này là. Dâm. Ủa? Rồi, ok. Ủa, nhà dưới này. Ủa, chủ nhà rồi. Ủa, chủ nhà cho gà rồi. Ủa, sao dưới đây không rồi? Ủa, nhà mới không, nó gà, nhìn đẹp dữ ha. Rồi. Ok luôn. Ê, đồ gà tôi tặng cho ông hai món rồi, cảm ơn tôi đi nè. Gà, cho ông hai nè, cho ông lại nha. Ở chết, tôi bấm nhầm. Ây da, da. Ôi, ôi. Ôi. Chết, 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 mọi người bay luôn rồi. Rồi, thôi rồi. Qua hồ nước, qua hồ nước, tụi bay ơi, qua hồ nước, qua hồ nước. Qua hồ nước, qua hồ nước. Qua hồ nước, lẹ lẹ. Ê trời ơi. Trời ơi.
ơi, mệt quá. Rồi, đáng chịu hết luôn rồi. Rồi, con gà chuẩn bị xây nhà chính giống như Jimmy với lại mọi người nha. Nhà kia là nhà linh vật thôi. À, là nhà siêu to luôn hả? Đúng rồi, nhà như nhà bình thường gà đó, phải nhà đâu, đó là nhà mini. À, hiểu rồi, gì Jimmy? Ôi, ông đứng ở đó đi nha, đợi tôi xíu, tôi nói cho ông nghe cái này. Đâu rồi chị? Dạ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tụi gà biết. Dạ. Có điềm anh ơi, có điềm rồi. Ủa sao đi đâu rồi, sao để tôi đây luôn vậy? Không biết đâu, đi theo. Tôi sẽ hướng dẫn cho tụi gà biết chỗ nào là chỗ mọi người cứ đứng đó đi. Tôi sẽ tay bê mọi người tới đây cho tụi gà biết. Ủa? Nơi đây là nơi chuyên giam giữ tội phạm. Ok. Quên nữa, xét với lại tụi gà chưa biết được nhà tù đúng không? Làng của mình cũng có luật, ai mà bị quậy phá là bị bắt vô tù. Ủa, Jimmy vừa teleport của chicken gì vậy? Ủa gì vậy? Đúng rồi, đây là nhà tù, đây là nhà tù của tụi mình nè. Đây là nhà tù của Sinh Tố nè. Vô. Ông bị ở tù hôm nay, ông phá nhà ăn quỳ, quỳ hôm nay vắng mặt rồi. Đó, đây là nhà tù nè, đó. Anh ấy giờ lấy đồ tù vô mặt, anh đi ở tù thử bữa đi, đáng cho tù gà làm. Trải nghiệm đi. Dạ, ký trong tù á. Gà. Ê. Gà. Cái nhà tù còn rộng hơn nhà của ông. Ôi sao bị khóa trong này luôn rồi. Đây rồi đây. Thôi rồi ơi, giải tán đi. Trời ơi, cái tù làm như nơi muốn treo là vô công viên hả? Dạ. Yeah. Tên gia dắt mình vô ta. Jimmy dắt nè. Rộng quá trời. Jimmy quậy. Thôi sao vậy? Người ta bắt được ba tội phạm. Ok bạn ơi, clip này đến đây thôi, chủ yếu là dẫn cho mọi người biết thêm về làng mới thôi. Còn bây giờ hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Xì bà lá bó bó gà lá bó 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 bó